Cô này là đủ mệt rồi. Còn cô nào nữa? Ai mà biết được chứ. Mà anh nè. Anh đừng có bỏ em nha. Anh cho em làm người tình của anh mãi luôn nha. Hứa đi. Gì vậy? Sao tự nhiên bữa nay bắt anh hứa tùm lum vậy? Tại vì em thương anh. Chỉ vậy thôi. Vậy nếu như anh rơi vô trường hợp của bác sĩ Ninh á, thì em còn thương anh không? Vẫn thương. Mà anh của em giỏi như vậy á, thì làm sao giống như bác sĩ Ninh được chứ. Em tin anh. Tuyệt đối tin anh. Anh cảm ơn em. Lúc nào em cũng ủng hộ anh, tin tưởng anh. Em đánh giá sai với bác sĩ Ninh rồi. Mà nhìn bộ dạng bề ngoài của hắn, anh nghĩ sẽ có rất nhiều người có suy nghĩ giống như em. Bởi vậy, cho dù hắn ta có chuyên môn kém, tình ái lăng nhăng, nhưng mà vẫn thăng tiến đều đều. Phó khoa, rồi trưởng khoa, rồi bây giờ cả thiết kế, phó giám đốc đang chờ. Trong khi chồng của em tốt nghiệp là giỏi, là con rể của phó giám đốc bệnh viện. Vậy mà anh phải đi làm việc dọn đường cho nó. Sao trước giờ anh không lên tiếng? Lên tiếng sao được? Khi mà ba em vẫn còn đương chức đương quyền. Chuyện mà em làm phó giám đốc có liên quan đến chuyện phản ánh sai trái của bác sĩ Ninh đâu. Có chứ em. Vì người ta sẽ nghĩ anh sẽ kể quyền kể thứ của ba nhà và tranh quyền đoạt lợi với bác sĩ Ninh. Anh lại không muốn làm mất uy tín của ba. Có thật là anh không muốn tranh chấp với bác sĩ Ninh vì sợ mất uy tín của ba em không? Hay còn có nguyên nhân nào khác? Nguyên nhân nào khác là sao? Em đã nghe được gì hả? Thông tin chưa kiểm chứng nên chưa thể nói gì được. Vợ chồng với nhau em còn chưa kể với anh. Không phải, nhưng mà chuyện cũng chưa có rõ ràng nên chưa dùng bất cứ thông tin gì để nữa thì em cũng phải tin anh. Đúng không? Thông tin chưa được kiểm chứng, sao em chẳng tin tôi? Thiên Nga. Anh. Em xin lỗi. Ủa? Em có làm gì đâu mà xin lỗi? Thì em vô tình làm cho anh buồn. Khờ quá. Anh biết em yêu anh là đã thiệt thòi cho em lắm rồi. Trong khi em cũng xinh đẹp giỏi giang, đâu có kém gì người ta. Người ta có phải là chị Thiên Nga không? Cho dù anh có đối xử em như thế nào á, thì em vẫn chấp nhận. Em không có đòi hỏi gì ở anh hết á. Phải chi Thiên Nga cũng yêu anh như em? Có vẻ như anh rất yêu chị ấy, phải không? Anh xin lỗi. Tại anh đang nghĩ Nga là vợ anh, nhưng chưa bao giờ đứng về phía anh. Thôi, em đói bụng chưa? Anh đưa em đi ăn rồi đưa em về. Thôi, em tự về được rồi. Sao vậy? Em sợ gì hả? Không, mà tại vì em muốn anh không phải khó xử. Nếu mà chuyện của em với anh mà lộ ra ngoài, anh đang là ứng cử viên sáng giá nhất của chức phó giám đốc. Chưa ngồi vô được cái ghế trưởng khoa nữa, làm sao mà dám mơ tới cái chức phó giám đốc? Cái ghế trưởng khoa thì chắc chắn rồi. Thôi,
đi về. Anh xuống tính tiền trước đi, rồi em xuống sau. Nhưng mà anh chẳng muốn về chút nào hết. Anh quên lời hứa là chở bé Nhiếp đi học vào sáng mai hả? Vậy thì phải về thôi. Mà hôm nay em sao á? Em cứ từ chối anh, ngay cái chuyện đưa về nhà em cũng không muốn nữa. Anh quên khách sạn này gần sát bệnh viện hả? Anh biết mà. Thôi, anh về trước nha. Anh biết là thế nào cũng có chuyện mà. Đang họp mà mắt anh cứ giật liên tục vậy đó. Em xin lỗi. Không sao rồi, em cố gắng nghỉ ngơi nha. Dạ. Để em khỏe lên rồi anh sẽ đưa em ra nước ngoài khám bệnh nha. Em có bệnh gì đâu, em không đi đâu. Thì ý anh vậy thôi. Tại anh thấy các công ty lữ hành thường hay tổ chức các tour đi khám bệnh đó mà. Em có bệnh tật gì đâu mà em phải đi nước ngoài kết hợp chữa bệnh chứ. Thì thôi vậy. Mà anh nói thật cho em nghe đi, bác sĩ Thiên Nga sáng nay đã nói gì với anh? Không có gì đâu, em đừng có lo. Không có, sao lại mời lên khoa tim mạch? Thật ra tim của em có chút vấn đề, cho nên anh muốn đưa em ra nước ngoài để khám cho nó kỹ. Y tế ở bên đó tốt lắm em à. Chỉ là đi kiểm tra sức khỏe thôi mà. Anh đừng có giấu em nữa. Có phải bệnh của em bác sĩ Việt Nam đã chê rồi phải không? Không, chỉ là anh... Nhớ số mạng của em đã tận. Em có đi đến tận cùng của trái đất thì cũng không thể chữa được đâu. Vậy thì thôi, không ra nước ngoài nữa. Nhưng mà em phải cố gắng, vui vẻ, phấn chấn lên thì nó mới khỏe được. Em đã sẵn sàng cho ca mổ của mình. Anh ra ngoài thông báo với bác sĩ Thiên Nga giùm em nha. Em đã biết về ca mổ sao? Em biết bệnh của mình mà. Thật ra bao lâu nay em giấu anh hả? Vì em không muốn anh lo lắng. Mình đã là vợ chồng mà, sao em nghĩ như vậy? Vì em nghĩ bệnh tình của mình không bất hạnh đến như vậy. Dũng cảm lên em. Đã nói là em không sao rồi mà. Anh đi gặp bác sĩ để thông báo đi. Mẹ sẽ cố gắng để còn gặp được con. Chiếu tướng. Dám ăn pháo tôi hả? Con pháo nè. Ăn mã của nội. Ăn mã. Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi. Rồi phải không? Vậy chiếu tướng. Thôi bàn này con thua rồi. Nội à. Hả? Cũng tới giờ rồi, con phải về thôi. Con cứ về đi. Khi con Ngân nó về, nội sẽ nhắn nó gọi điện cho con. Con bé đó kỳ thiệt, nó đã hẹn với con rồi mà đi tới giờ này vẫn chưa về nữa. Vậy không phải đâu nội, tại lâu quá con không giật cờ với nội, cho nên hôm nay con chỉ qua đánh cờ. Vậy à. Vậy mà nội cứ tưởng là nó hẹn hò với con rồi nó quên chứ. Dạ thôi, cũng tới giờ rồi, con xin phép nội. Con đi đi. Nè, bữa sau ghé đánh cờ với nội nha. Dạ. Thưa nội con về.
Dạ chào anh. Anh tới hồi lúc nào xong gọi điện cho em biết. Gọi điện trước à? Anh gọi thì em có nghe máy đâu. À, 5 cuộc gọi nhỡ. Em xin lỗi. Anh về đây. Anh tới lâu chưa? Đủ lâu để thọ giáo với ông nội của em vài ván cờ tướng. Là em quên, để chế độ im lặng. Người đàn ông đó có phải tên Quốc không? Anh cũng biết anh Quốc nữa hả? Báo mạng đăng đầy hình của em với anh Quốc trên mạng đó. Anh nói sao? Báo mạng? Tối hôm qua em dự lễ ra mắt hãng phim Ngôi Sao Xanh đúng không? Ừ, là anh Quốc mời em đi. Em định không đi nhưng mà... Dạ không thể từ chối đúng không? Thì cũng tại tính em hay cả nể, anh biết rồi đó. Em có biết là sự cả nể đó để lại hậu quả như thế nào không? Hậu quả hả? Em không hiểu. À thôi, cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là... Là sao? Anh nói thẳng ra đi, đừng có mở vậy chứ. Trên mạng á, hình em với anh Quốc tràn ngập ở trên đó. Họ đang những cái gì? Em tự mà tìm hiểu. Anh về đi. Mà khoan đã. Anh giận em hả? Anh có quyền gì mà giận em chứ? Anh có chút việc bận, anh đi trước đây. Nội. Ủa, con mới về hả? Dạ. À, ngồi đi con. Nội định rủ con chỉ đến cờ hả? Nè, con đi đâu mà giờ này mới về? Thằng Tuấn Anh nó đợi con cả buổi rồi. Dạ, con đi với anh Quốc. Quốc nào? Nội chưa bao giờ nghe con nhắc đến cái tên Quốc hết. Mà cậu Quốc này làm nghề gì? Dạ, anh Quốc là một giám đốc của công ty truyền thông lớn ở trong thành phố mình đó nội. Con và anh cũng mới quen nhau thôi à. Vậy còn thằng Tuấn Anh? Con với Tuấn Anh vẫn là bạn mà. Nói vậy, chỉ là bạn thôi hay sao? Thì Tuấn Anh là đứa tốt. Nó sống nhiệt huyết và chân thành con à. Nội nghĩ là con nên trân trọng tình cảm của nó. Kìa nội, con vẫn trân trọng tình cảm của anh Tuấn Anh mà. Nè, cậu Quốc gì đó, con bớt qua lại đi. Để ông thôi thằng Tuấn Anh nó buồn. Sao bà nội nói y chang ông nội vậy? Con với anh Quốc chỉ là bạn bè thôi à. Bạn bè cái gì? Bạn gì mà tối cũng đi, sáng cũng đi, rồi trưa cũng đi nữa. Ừ, tối đi, sáng đi, bạn bè cũng làm được mà nội. Ờ, thì bà cũng nhắc con vậy thôi. Chứ con lớn rồi, con biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Thiên Ngân à, bà nội con nói đúng rồi. Thằng Tuấn Anh nó biết con đi với cậu Quốc đó, chắc nó sẽ buồn lắm rồi. Kìa nội, mà sao tự nhiên ông bà nội lại cứ bên kia gã Tuấn Anh đó hoài vậy? Đó là ông nội bà nội thương con. Ừ, lo cho tương lai của con. Đúng rồi. Dạ con biết rồi. Hoa. Qua đây nè. Wow. À, <Wow. cười>
Sao vậy? Sao tự nhiên ngồi suy tư vậy? Anh nhìn kìa, con đường dọc theo sông này đẹp quá. Nếu như mà ở bãi cỏ ngoài kia có một ngôi nhà gỗ với cái hàng rào màu trắng sẽ đẹp lắm ha. Ừ, anh cũng nghĩ vậy đó. Nếu mà có một mảnh đất ở đây, em sẽ trồng một vườn hồng tiểu muội. Và sẽ sinh cho anh một đàn con đủ trai đủ gái. Em sẽ đứng đó cùng các con chờ anh về. Khi về Sài Gòn á, em sẽ quên hết thôi. Em sẽ không bao giờ quên đâu. Em nói thật chứ? Em sẽ rất nhớ nơi này. Em sẽ khổ lắm đó. Có tình yêu của anh, em sẽ chẳng sợ gì cả. Cảm ơn em. Bác sĩ Hùng, hãy trình bày lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân này đi. Sau lần trước quyết định đặt stent, lần này lại mổ mở bắt cầu mạch vành là sao, mà theo phương pháp mới nữa. Dạ thưa thầy. Bệnh nhân này năm nay 45 tuổi, đã bị đau thắt ngực 2 năm nay, thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau nhưng lại giấu người nhà, cho tới khi nhập viện thì gia đình mới biết. Kiểm tra mạch vành, bệnh nhân bị hẹp nhiều nhánh mạch vành. Lần trước chúng ta đã có phương pháp đặt stent, nhưng đó chỉ là phương pháp tình thế. Nhưng sau khi kiểm tra lại, các trường hợp này không thể đặt stent vì đoạn hẹp mạch vành nằm ở vị trí rất đặc biệt, nguy cơ đột tử do đặt stent là rất cao. Chính vì vậy chúng tôi mới quyết định dùng phương pháp phẫu thuật bắt cầu mạch vành. Tuy nhiên, nếu phẫu thuật bằng phương pháp truyền thống, bằng các mạch máu dưới chân hay tay, thì sau 5 năm, 70% các mạch cầu nối này sẽ bị tắc mạch. Do vậy, lần này chúng ta sẽ áp dụng phương pháp phẫu thuật mới, bắt cầu mạch vành bằng 2 động mạch. Phương pháp mới hả? Đây là phương pháp mà chúng em được chuyển giao kỹ thuật hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, cho tới nay chưa thể ứng dụng được vì chưa chọn được bệnh nhân phù hợp, thưa thầy. Bác sĩ Thiên Nga, mời cô hãy giải thích rõ hơn về phương pháp này. Dạ. Dạ thưa thầy, trong đợt tập huấn vừa rồi, Thiên Nga là một trong những bác sĩ được bên Pháp đánh giá rất là cao. Bác sĩ Thiên Nga, dạ, mời em. Tất cả chúng ta đều biết động mạch quay ở tay cho kết quả tốt hơn, nhưng do cơ dày quá dễ gây co thắt. Vì vậy các chuyên gia tim mạch của Pháp cho rằng động mạch ngực trong là tốt nhất. Kết quả ghi nhận tại Pháp cũng cho thấy 98% cầu nối bằng động mạch ngực trong sau 10 đến 15 năm vẫn thông suốt. Tuy nhiên đối với bệnh nhân bị quá nhiều chỗ tắc hẹp như trường hợp của bệnh nhân này thì một động mạch ngực trong bên trái là không đủ. Như vậy, theo những gì mà chúng ta đã được chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia của Pháp, tôi nghĩ chúng ta áp dụng kỹ thuật bắt cầu cho nhiều nhánh mạch vành bằng cả 2 động mạch chủ trong bên trái và bên phải là phương pháp tối ưu trong trường hợp này.
Rất tốt. Các bác sĩ còn ai có ý kiến gì không? Chị có ý kiến gì không? Tôi thì không có ý kiến. Bác sĩ Thúy, tôi cũng dạ. Có ý kiến gì không? Dạ không ạ. Vậy thì chúng ta cứ theo phương án của bác sĩ Hùng đi. Lần này tôi sẽ giao toàn bộ quyết định cho bác sĩ cũng như toàn bộ ekip mổ. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chính thức rời nhiệm sở. Chắc các bạn cũng đã biết tôi đã nộp đơn xin nghỉ từ lâu rồi. Dạ biết. Nhưng chúng em vẫn mong thầy nghĩ lại. Đây là buổi hội chẩn cuối cùng của tôi tại khoa tim mạch. Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải với tư cách là giám đốc chuyên môn, mà tôi đến đây với tâm thế của một bác sĩ đàn anh trong lĩnh vực này. Nghe bác sĩ Hùng trình bày bệnh sử của bệnh nhân cũng như là hướng giải quyết của khoa, tôi thật sự rất vui mừng với đội ngũ ekip này. Các bạn đã ngày càng trưởng thành, bản lĩnh và đương đầu với những ca khó, cũng như là làm chủ các kỹ thuật mới. Tôi chúc các bạn trẻ thành công hơn trong ca mổ này. Thôi, các bác sĩ cứ làm việc tiếp đi. Theo ý của thầy Minh, nhân sự trong ekip mổ này là do tôi quyết định. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn mọi người cho ý kiến. Bác sĩ Hùng là trưởng khoa thì dĩ nhiên là trưởng ekip mổ. Trong đợt tập huấn chuyển giao kỹ thuật vừa rồi, bác sĩ Thiên Nga mới là người được bên Pháp đánh giá rất là cao. Tôi đề xuất bác sĩ Thiên Nga làm phẫu thuật viên chính, còn tôi xin lùi lại làm phụ tá cho bác sĩ Thiên Nga. Mọi người có ý kiến gì không? Dạ, bác sĩ Hùng, em vẫn chưa vững vàng để nhận nhiệm vụ này đâu. Tôi đồng ý với đề xuất của bác sĩ Hùng. Bác sĩ Thiên Nga tuy còn trẻ, kinh nghiệm phòng mổ chưa được nhiều, nhưng cách xử lý của cô rất thông minh và quyết đoán. Tôi tin rằng bác sĩ Thiên Nga sẽ thành công trong ca mổ lần này. Phía hồi sức của chúng tôi sẽ hậu thuẫn cho bác sĩ Thiên Nga hết sức mình. Dạ, em cảm ơn các bác sĩ đã tin tưởng. Nhưng ca mổ lần này lần đầu tiên khoa mình thực hiện nên... Có mọi người trong khoa ủng hộ cô hết mình rồi, cô nhận đi. Mọi người đều tin tưởng bác sĩ Thiên Nga và cả người thân của bệnh nhân nữa, cứ nặng nặc đòi xin bác sĩ Thiên Nga mổ. Bác sĩ Thiên Nga đừng có phụ lòng tin mọi người nha. Dạ em. Bác sĩ Thiên Nga đừng nên quá khiêm tốn như vậy, không người ta sẽ nói là tự kiêu đó. Dạ em sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì quyết định như vậy đi. Cô Mai, ghi biên bản và đem nộp cho tôi. Dạ. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Ba. Ba đành lòng rời xa nơi này sao ba? Thật ra ba cũng cảm thấy hối tiếc khi phải rời xa công việc mà ba yêu thích. Con gái à, ba đành phải rời xa thôi. Thiên Nga, con ủng hộ ba nha.
thật sự con không ủng hộ. Nhưng mà con sẽ tôn trọng quyết định của ba. Khờ quá. Ba biết là con không muốn, nhưng trong buổi hội chẩn, thật ra ba tự hào về đội ngũ kế cận. Trong đó có con, ba rất tự hào về con, ba vui lắm. Con à, ba với con đi thăm phòng bệnh nhân, con đi chung với ba nha. Dạ. Mẹ. Ủa con, con mới tới hả? Dạ, đây là anh Thiên Bình. Dạ, cô chào bác. À, chào cậu. À, hai đứa qua đây ngồi uống nước đi. Cậu là Thiên Bình à? Dạ. Cậu là kỹ sư mỏ địa chất. Dạ thưa bác. Cậu sẽ làm việc trên này lâu dài chứ? Dạ. Kìa mẹ, cậu có ý định gắn bó với Hà Lan? Dạ, con cũng muốn thưa với bác chuyện này. Con xin phép bác cho con được tìm hiểu Hà Lan. Tìm hiểu à? Nghĩa là sao? Dạ. Dạ, con xin phép bác. Con nghe điện thoại cái. Nếu mà có chuyện thì cậu cứ nghe đi. Mẹ, sao bữa nay mẹ kỳ lạ vậy? Kỳ lạ? Là mẹ cứ truy vấn anh Thiên Bình đó. Trước giờ con đâu thấy mẹ vậy đâu. Chỉ là mẹ không muốn con gái mẹ phải đau khổ thôi. Con có đau khổ gì đâu mẹ. Cậu ta là kỹ sư mỏ địa chất, rầy đây mai đó. Con mà lấy nó thì con phải chịu cảnh dò dỏ chờ chồng nuôi con một mình đó. Con chịu đựng được mà mẹ. Tội nghiệp con gái của tôi quá. Dạ, con xin lỗi. Chắc là con phải về thôi. Ở dưới mỏ có chuyện gấp, chắc con phải về liền đây. Nếu mà bận thì cậu cứ về đi. Ừ, mẹ. Ừ, trước khi về, con xin thưa chuyện dở dang lúc nãy. Dạ, ý của con là con muốn xin phép bác cho con được cưới Hà Lan. Cưới à? Cậu nói nghiêm túc đó chứ? Con hoàn toàn nghiêm túc. Xong công trình lần này, con sẽ xin phép về Sài Gòn để thưa chuyện với ba mẹ con. Rồi ba mẹ con sẽ qua xin thưa chuyện với hai bác. Còn Hà Lan thì sao? Con có định lên trên này lập nghiệp không? Dạ. Con... Con nghĩ thuyền theo lái, gái theo chồng. Chắc Hà Lan cũng suy nghĩ như vậy. Thôi, khoan hãy nói chuyện cưới xin. Giờ con hãy ở lại dùng bữa cơm chay với chúng tôi. Ta muốn con gặp bà dì của Hà Lan. Ờ, con cũng muốn lắm. Nhưng mà dưới mỏ bây giờ anh em đang chờ con. Chắc là con phải xin phép rồi. Ở lại dùng bữa, rồi hẳn về cũng chưa muộn mà. Dạ, xin phép bác, chắc là con hẹn dịp khác nha. Chào mọi người. Dạ, dạ chào con, chào bà dì. Nếu như con có việc thì con cứ về trước đi. Dạ, con xin phép à. Ta còn ở đây, khi nào rảnh thì con cứ ghé chơi. Vậy con xin phép à. Ừ. Vậy con đi nha bác. Anh đi nha. Ừ. Ừ. Anh Thiên Bình, chờ em với.
nó lên tận đây để tìm thằng bé. Con nhỏ đúng là có cá tính thật. Dì à, dì lại khen nó nữa rồi. Còn thằng bé nhìn nó rất là tuấn tú, rất hợp với con Hà Lan nhà mình. Đúng là hai đứa nó một cặp trời sinh mà. Con chỉ lo là con gái của con nó sẽ khổ thôi. Sao mà khổ? Dì thấy nó rất là hạnh phúc mà. Dạ, con cũng mong là như vậy. Chúc mừng, chúc mừng. Dạ, cảm ơn hai anh. Dự án viết rất là tốt. Anh thực sự rất thích ý tưởng xây dựng một bệnh viện mang tính chất lượng cao của một tác giả. Quả thật, ông ấy là một thầy thuốc rất có tầm. Tác giả dự án này không ai khác là... Xin chúc mừng sự hợp tác thành công giữa cô Hải và cô Kim. Dạ. À, mà sao chúng ta không đặt tên cho dự án bệnh viện này là Hải Kim? Sao gọi là bệnh viện Hải Kim? Nếu được phép đặt tên cho dự án này, tôi sẽ chọn tên em Thiên Kim để đặt tên cho bệnh viện này. Thiên Kim. Cái tên thật là tuyệt vời. Dạ không được đâu ạ. Ai lại đặt tên bệnh viện bằng cái tên như vậy? Anh thấy ở bên Việt Nam thường người ta lấy tên của mình đặt tên cho công ty. Trong khi đó tên của mình anh thấy rất là đẹp mà. Dạ, nhưng đây là bệnh viện nên mình phải tìm một cái tên nào đó liên quan tới sức khỏe. Ok, vậy theo em thì mình nên đặt tên gì cho nó phù hợp? Càng quá. Cứ như là mình đang đặt tên cho đứa con đầu lòng vậy. Dự án này á là sự hợp tác đầu tiên của hai vị. Chẳng phải đứa con đầu lòng thì là gì. Xin chúc mừng sự kết hợp rất ăn ý của hai người. Mời anh. Hy vọng sắp tới sau thành công dự án bệnh viện này, chúng ta lại tiếp tục hợp tác chiến lược trong nhiều dự án khác. Dạ. Mời em. 100% luôn nha. Dạ, hết ly này nữa thôi. Em muốn dở lắm, em sẽ say mất. Sai sao được mà sai. Biết đâu cái cảm giác lâng lâng đó nó giúp em tìm được một cái tên đặt cho dự án này thì sao? Dạ, mời hai anh. Xin mời. Chị Thiên Kim, chị rất tuyệt. Thiên Kim, nhìn em lúc này đẹp lắm. Dạ, cảm ơn anh. Thật sự hôm nay là một ngày rất hạnh phúc đối với em. Em rất vui. Thiên Kim à, anh yêu em nhiều lắm. Dạ, em biết là anh rất yêu quý dự án này. Cũng giống như em với anh Chút vậy, đúng không anh? Đúng vậy. Tất cả chúng ta đều yêu quý nó. Cho nên dự án này á mới được anh Hải á xúc tiến rất là nhanh. Dạ. À, chị Kim, chị đã nghĩ ra cái tên dự án này chưa? Dạ. Mà nè, trí tuệ hoàng mỹ kia, đã tìm ra được một cái tên nào để đặt cho dự án chưa? Dạ có. Ngay từ khi mới ấp ủ dự án này, em đã nghĩ ra khoảng 10 cái tên. Nhưng đến bây giờ em vẫn thấy nó sao sao á. Sao? Sao là sao? Chị cứ nói ra thử coi cậu Hải có gì không. Dạ thôi, để em suy nghĩ thêm rồi có gì em sẽ báo cho hai anh biết nha. Thôi được rồi, anh sẽ chờ. Dạ. Mời anh. Mời. Chúc mừng. Cùng thì bác sĩ Hùng hay là bác sĩ Thiên Nga phụ trách ca mổ chính ca mổ của bà Trâm Anh vậy cô Mai? Ủa, hồi sáng cô có đi họp mà, sao tự nhiên cô hỏi tôi? Biết đâu tới phút cuối thì ban giám đốc quyết định đổi người thì sao? Tôi không có nghĩ như vậy đâu. Còn nhỏ đó đúng là số đỏ mà.
Nhỏ đó là nhỏ nào vậy? Người ta có tên đàng hoàng nha. Mà nè, làm như kiếp trước á, bác sĩ Thiên Nga bắt nợ bắt nần gì cô hay sao á, mà suốt ngày cô cứ hằng học người ta hoài vậy. Cái cô này sao tự nhiên lại đổ thừa cái chuyện của bác sĩ Thiên Nga cho tôi vậy? Cô coi lại đi, ai đổ thừa chứ ai? Cô á, cô dám nói năng với đồng nghiệp như vậy hả? Trời đất ơi, xin trân trọng cảm ơn chị. Hôm nay chị gọi tôi đồng nghiệp luôn đó hả? Tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Có chuyện gì vậy? Cái con mai mẫm mỉm đó ngày càng láo à. Lại là con mai mẫm? Sao tối ngày bà cứ tranh cãi với nó vậy? Cha hao hơi tổn sức. Tôi tưởng bà bực bội chuyện gì to tát lắm. Sao không to tát? Nhưng mà là chuyện gì? Bà Trâm Anh đã từ chối đi chữa bệnh ở nước ngoài rồi. Hồi nào? Tôi mới gặp chồng bà hồi sáng sớm mà. Ông nói nếu như bà không chịu, ông cũng kiên quyết đưa cho bà đi. Tôi không biết chuyện của ông chồng, nhưng mà trong cuộc họp sáng nay hình như là bà không chịu đi chữa bệnh ở nước ngoài. Tiếc thiệt. Vậy là xem như hoa hồng môi giới chuyển bệnh từ đây sang nước ngoài của tôi là mất trắng rồi. Không những tiếc mà tôi còn đang tức anh ách đây nè. Tức anh ách là sao? Ban lãnh đạo của bệnh viện đã quyết định cho bác sĩ Thiên Nga mổ chính ca mổ này rồi. Bác sĩ Thiên Nga mổ chính? Ừ. Từ hồi trước tới giờ nó toàn mổ tim con nít, ca này là người lớn. Sao lại là... Thì bởi vậy bệnh viện đã ra quyết định rồi. Ông Hùng, trưởng khoa, đã nhường sân cho con nhỏ Thiên Nga này tỏa sáng. Liệu là có tỏa sáng hay không, hay là lu mờ giống như đèn dầu? Ca này tôi nghĩ không có đơn giản đâu. Biết là không đơn giản, nhưng mà cảm giác được cầm dao mổ chính một ca mổ khó như thế này cũng rất là thú vị. Lại áp dụng kỹ thuật mới nữa chứ. Thiên Nga đúng là nó đẻ bọc điều mà. Thôi đi cô, lúc trước chính bà cũng đã công nhận là nó giỏi thiệt mà. Thì bây giờ ông Hùng nhường giao cho nó mổ chính cũng là chuyện đương nhiên thôi, đúng không? Đúng là tôi không có cái gì để so sánh với nó cả. Có đó, bà cũng đẹp, cũng giỏi, cũng thông minh, đâu có kém gì Thiên Nga đâu. Chỉ có điều tay nghề thua Thiên Nga, đúng không? Nhưng bà sắp được nâng cao tay nghề rồi đó. Cái thằng cha này. Bà được chọn đi tu nghiệp ở Hàn Quốc. Khao tôi đi. Thiệt không? Chứ còn gì nữa. Mà nè, bà phải cảm ơn Thiên Nga đó. Chính cô ấy là người đã đề cử bà đi thay cô ấy đó. Thiên Nga? Ừ. Là Hoàng Thái nói cho tôi nghe. Hoàng Thái? Chuyện này ông Hùng trưởng khoa cũng không có biết đâu nha. Chuyện là như vậy, tối hôm qua tôi có gửi mail cho Hoàng Thái, hỏi về vụ bà Trâm Anh. Nếu như chuyển viện từ đây sang nước ngoài, cụ thể là Mỹ, thì thủ tục có khác gì so với Thái Lan và Hàn Quốc hay không? Thì bà biết không, sáng ngày hôm nay tôi nhận được mail của Hoàng Thái. Ông thông tin cho tôi, rồi sẵn đó tôi hỏi luôn, ông kể cho tôi nghe. Mà nè, bà cũng bớt kèn cửa với Thiên Nga đi. Chính cô ấy khen bà, ưu ái bà với mọi người. Tôi biết rồi. Mà tôi cũng thấy xấu hổ nữa. Chút xíu nữa là tôi tung mớ hình của Trần Phương lên Facebook rồi, lúc đó chắc chết quá. Nhưng mà mình không thể dung túng cho cái chuyện ngoại tình của Trần Phương được. Thì có gì đâu, tôi với bà lơ đi. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Đàn ông mà, ai cũng phải lăng nhăng, cũng ngoại tình, cuối cùng cũng về với vợ thôi. Cái ông này. Mà thôi đi, chuyện đàn ông với chuyện đàn bà tôi không có biết.